Đoan Trang tiết lộ mẹ chồng tay 80 tuổi vẫn đi làm, bất ngờ so sánh với mẹ ruột. Nữ ca sĩ chia sẻ rất nhiều thông tin về mẹ chồng khiến dân tình bất ngờ vì sự trẻ trung duyên dáng của bà ở tuổi 80. Ít giờ trước trên trang cá nhân, Đoan Trang lần đầu chia sẻ về những người phụ nữ mà cô dành nhiều tình cảm, trong đó nhấn mạnh đến sự xuất hiện của mẹ chồng. Trước tiên, nữ ca sĩ xúc động kể về mẹ ruột và chị gái với giọng điệu tự hào, trân trọng. Trong đời mình, ngoài những người phụ nữ bên ngoài vô cùng truyền cảm hứng cho bản thân, thì Trang may mắn có được ba người phụ nữ mình vô cùng thương quý và ngưỡng mộ. Đó là mẹ của mình, một người phụ nữ ở tuổi 72, luôn năng động, độc lập, không bao giờ than trách hay phiền muộn đến ai. Giờ này vẫn chạy tới chạy lui, lo cho từng mái ấm gia đình của mỗi đứa con, với tấm lòng bao dung không kể hết. Kế đó là chị gái của mình, người phụ nữ phải rời tổ ấm thân thương nơi có ba mẹ và các em từ ngày rất trẻ để lập gia đình ở một nơi hoàn toàn xa lạ lạnh lẽo một mình sinh ra ba đứa con tự lực nuôi nấng chăm sóc cho chúng lớn lên ngoan ngoãn và đầy tình cảm như ngày hôm nay nói ra thì nghe rất đơn giản nhưng thật sự phải gan thép cỡ nào mới có thể vượt qua nhận tất cả sau mười mấy năm như thế ở xứ người đoan trang viết trên trang cá nhân sau cùng đơn Trang xúc động Nhắc đến mẹ chồng vừa tròn 80 tuổi Theo lời nữ ca sĩ Mẹ chồng sống một mình trong căn nhà lớn Tự chăm sóc bản thân Cây cối vườn tự nhà cửa Đồng thời bà vẫn đi làm hàng ngày Ở phòng khám riêng Với tư cách một nhà sĩ Có 55 năm kinh nghiệm trong nghề Được nhiều người trong vùng biết đến Mẹ chồng mạnh mẽ tự tin Và có nhiều điểm tương đồng với mẹ của mình Độc lập vẫn chãi và biết cách tạo cho mình một cuộc sống thật bình yên, khỏe mạnh khi không có ai bên cạnh, nữ ca sĩ nói. Đoan Trang tiết lộ thêm, ở tuổi 80, mẹ chồng vẫn lái xe tới lui, đón đưa hai đứa con trai khi về thăm nhà, kể cả mùa hè hay mùa đông lạnh giá. Mẹ vượt qua mấy năm dịch bệnh một mình chưa một lần cảm giác bệnh. Vì mẹ là người thông thái, hiểu biết và rất rõ ràng trong cuộc sống, nên mẹ biết mình cần gì để có một đời sống an lành. Thêm vào đó, Đoan Trang cũng tự hào khi mọi người khen mẹ chồng đẹp mỗi lần cô đăng ảnh bà lên. Đúng vậy, mẹ chồng của mình rất đẹp, bà có đôi mắt sáng và nụ cười thật tươi, Đài nét duyên dáng, dáng người cao ráo, thẳng thớm, mạnh khảnh. Mẹ giữ được như ngày còn trẻ đến bây giờ, nhờ thói quen sinh hoạt hàng ngày khoa học, ngủ sớm, chạy sớm, ăn uống hợp lý, làm mạnh và tập thể dục thể thao mỗi tuần 4 đến 5 lần Đoan Trang khoe thêm Mẹ chồng nấu ăn ngon, thích thời trang, vui tính nhưng vô cùng sắc bén Cô thú nhận một dòng trạng thái như này không thể đủ để mô tả hết về mẹ chồng Lần này về Thụy Điển càng gần mẹ hơn, thương mẹ nhiều hơn và chia tay sẽ nhớ mẹ rất nhiều Vì những sự chăm sóc của mẹ dành cho gia đình nhỏ của bé Son suốt mấy ngày qua Đoàn Trang xúc động nói mối quan hệ giữa nữ ca sĩ với mẹ chồng khá hòa hợp đã có lần bà về việt nam và tháp tùng con dâu đi diễn chính sự ủng hộ của hai bên gia đình là nguồn động lực giúp đoan trang theo đuổi đam mê ngay cả khi đã kết hôn và sinh con